Nha mọi người, chiều hôm nay thì cả nhà nhà mình bây giờ còn bao nhiêu người à? Còn Bi, mẹ tính với Trâm với lại ha Hân cúng giờ đi lên mộ ba. Vậy con thấy tròn không? Thấy tròn không? Giống như là biểu diễn nghệ thuật nè, thấy không? Thấy tròn siêu nghiệp không? Tôi chạy nhanh một cái cho té chơi nè. Đi mẹ. Quay cái đi cho Bi. Con ba này đi trước mới rung. Thấy tròn không? Tròn chuyên nghiệp đây chưa? Đừng có cười luôn. Chị mẹ cười quá, mẹ mày đi gần con nè, cái con nè. Bữa nay mẹ đem đồ lên cho ba phải không? Ừ, mẹ đem đồ lên mở dọn đồ đấu. Cháu xin. Đây đi, rồi đây. Đang luôn. Đây nè, đây đứng phim nè chú. Ấn luôn á. Bi đi trước đi Bi. Rồi đi trước đi con. Mỗi năm là có mấy đứa cháu với anh he rồi nữa, năm nay anh he không về. Nên là mình đi. Mình với mẹ mình tranh thủ lên. Nâu làm gì nâu, xây xe nè. Có con ghế không? Ghế con dâu nhiều quả rồi. Ôi trời trời trời. Trời sợ là trâu đi mẹ. Trâu. Rồi lấy trâu. Nó đi. Trâu bơi đơn đi nè. Mẹ bơi, em ra đây con bơi cho mẹ, gọi đi mẹ. Mình xe nha, mày dắt đi nha. Chị đi lên đây đập nè. Ừ, nghe đây nè. Ừ mà. Dạ mà mẹ đoàn. Ở để đây, để đứa này ở đây cho mẹ nuôi. Nào đi. Nghe rồi. Giờ đi nè. Đi từ từ mà chắc đi, từ nào chắc 5 giờ chiều chưa tới nào cũng trời. Ông mày nghe nó bay quá à. Bỏ nó ở nhà mình không được mọi người ơi. Không có e cô ấy, cái này phải đưa đi luôn này nè, khổ ghê luôn á. Mình thường có con cụ Bi ở nhà. Không, vậy, đừng nhảy không ha. Trời ơi, con chó đâu vậy, đi đó. Nó kén nghe thế này. Con ơi. Cái con tròn này nè, nó đánh chó mà nó nhảy xuống nè. Đi tới me chưa, đi tới mộ ba quá à. Đúng không? Rồi em đây nè, đó, rồi vậy đi. Một đâu? Đứa khác, một đứa nhà. Đâu, đứng lên, đâu đi. Đố đua luôn nè. Cô một bên, chết chết được rồi. Chấn thương sợ nổ, nâu ơi. Nâu, té xuống đi, chấn thương sợ nổ con. Dạ. Ông mày quá mà. Đua, chấn thương sợ nổ luôn. Giữa hai con đi bán luôn à? Ừ mà không đổ nó có hiểm. Wow, đợt bỏ vô đầu nó ngã hết vậy nè mẹ. Trời, đợt bỏ vô rồi nó ngã hết trơn mọi người nè. Mà nó trút hay. Đổ hay. Núi giờ cần cái đường cần ghê ha. À bữa nay nó sập nó lỡ hết trơn nè, lỡ hết nhà con nè. Mưa. Ủa cảnh rồi ấn mày. Nó té nó ơi. Đây. Bẹo đây con. Ở nhà ha, tụi bay giỡn dữ lắm hả? Rồi sao đi lên đây tụi bay rung dữ vậy? Hả? Ở nhà giỡn như hơn rồi. Hơn giặt luôn. Đây mẹ. Nào. Tròn nó im. Tròn ngồi im đó nha mẹ. Mày cũng đùa lên nữa mà mày nhảy xuống kia vậy. Tao tụi bay đi bộ luôn, tao mệt quá đâu. Đi bộ đạp ghê đó chịu nha. Con nhỏ nè mẹ đỡ cái muỗng ra cho con nhỏ đi. Ừ, nó lủi đâu vậy ta? Mày mở nó luôn nha mẹ. Chân nó còn. Tao điệp ghê á.
Đâu cái này để anh Bê cầm. Nè cái đứa kia thì cái nó rỗi rối thì biết chạy. Mẹ nhấu coi nhà. Nè Bê. Mày chê luôn á, sao kẹn cho nó lên nó gặp ông ngoại. Đi. Đây 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 mẹ ơi. Nấu ăn con. Nấu chi. Đi. Con heo không rồi đây nè. Nó như heo quá trời. Ở trên đây ghe không rồi. Mấy tiếng nhặt lộn thì cuối cùng cũng đã tới nơi. Mặc dù đoạn đường đây đây ha, không bao xa. Ê chạy mày mập quá đi trời. Wow. Chạy chạy. Rồi đi tới nơi tụt 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 tụt. Lên. Rồi hãy đưa đây đi. Ồ. Ôi mệt mỏi em ơi, cái này quá. Rồi giờ dọn dẹp cho ba. Thấy nè. Chắc cho quên đi mới chỗ theo rồi. Đây. Tụi bay sao tụi bay nhảy xuống đây vậy? Không đâu đâu không? Rồi. Có nhiều đợt trước ông có nói là để làm mộ cho ba. Mà năm vừa rồi chưa có làm được quý vị. Tại vì bác của Trâm đi coi ngày coi giờ này kia thì nó là chưa có làm được. Nếu mà muốn làm thì làm tháng 3 phải không mẹ? Ừ, mẹ nói làm tháng 3. Tháng 3 năm 2021 phải không? Ừ, ba nhà tháng 3 âm lịch đó hả? Ừ, tháng âm lịch đó. Cái câu gì mẹ? Nó kêu mộ ba nhà bãi. Mộ ba nhà bãi có nghĩa là mộ ba là mình phải xây vào tháng 3. Rồi sửa lại là mộ ba. À mộ, mộ là tháng 3. Ừ, nhà thì là tháng 7. Vậy là mình làm tháng mấy? Ấy là mình sửa lại là mình phải sửa cái thóm nó vậy đó con. Cho nó ấy. Thì tháng 3 âm lịch đó mà. Ừ, tháng 3 âm lịch đó. Thì tháng 3 âm lịch năm 2021 mình mới làm lại được mọi người à. Ừ. Chứ làm mùa mã không phải là muốn làm mà làm đâu. À, mùa mã là phải coi ngày coi giờ đàng hoàng. Nó xây lại cho ba chứ cũng 10 năm đâu. Xây lại cho ba cho lót gạch men cho ba đi cho nó sạch. Mẹ móc mình dọn cũng được cực mẹ à. Ừ. Đã hết rồi nè. Ờ qua cái con gì đó đồ có hổ lố đầy á chi. Để mà hốc đất mà bỏ vô. Mô phạt. Đây 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 lên rồi Bi. Nó bồ hả con? Cái con gì đó đồ trong đây một lỗ sao quét xuống dây mở. Để mày hốc đất. Vậy nè con gì đó đồ có hổ xuống cái mỏi cái qua mà sao quái vậy? Để mày hốc cái hốc đất mày ấy luôn. Chạy 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 chạy. Ấn ghê luôn á. Phá dữ trời. Trù qua cái con gì nó đồ he lỗ ai bên mày ơi. À, con nó đồ he lũ he ban nhà này mua phạt chịu nổi không à, để qua Nam làm lẹ cho ba hết luôn à mấy cái kia luôn vô cỏ đây nè baby. Trời ơi này mẹ he cái lỗ luôn con gì chẳng á ấn ghê luôn á nó phá gì nó phá mộ mộ phần của người ta mà cũng leo leo vô đồ cho bằng được hai cái lỗ sau ngoái luôn á cầu 10 rổ như vậy ốc đổ đỡ, đỡ đi mẹ qua tháng 3 làm lẹ cho ba hết đi đổ đất rồi vô thì lẹ cho ổng hết luôn
cái mộ cũng 10 năm, 11 năm rồi. Xây lẹ được rồi. Hồi xưa ba mới mất là mẹ xây cái mộ này cũng là mộ lớn nhất ở đây chứ đâu có nhỏ đâu. Hồi đó mà năm 2010 mà làm cái mộ 6 triệu là cũng lớn á. Hồi đó một cây mấy giòn luôn đi mẹ. Ừ, hồi đó giòn triệu, có giòn có 5 triệu một cây vậy. Đây 5 trăm 1 tỷ vậy. Cái con này mày lên đây, trời ơi cái bộ đồ thiệt tình luôn á, lấy đây. Mẹ bố ta. Đây, lấy ra. Thôi cái tao để nặng á. Kìa bưng đi thêm đi con. Không sao đâu, mẹ bưng gần mà. Đây con bưng ra. Để mẹ bưng cho mà. Bạch đòn này của mẹ trồng luôn hả? Cô tóm nè. Này là đất nhà không á. Hồi xưa đi dãy cỏ như thế này nè. Đó, hồi xưa là đi dãy cỏ vậy đó. Chung cho. Bạch đòn rồi đây nó ngã trơn, mẹ lên cưới mẹ. Mẹ lên cưới nè. Nó cưới nó bón nào nè, cậu ờ cái hay củi rồi nó cưới nó gãi non rồi nó chưa hiền thức lên. Ủa, của năm năm à. Ngã gì mà tay bà mới. Tao đủ rồi nè. Chắc cầu nãy giờ bấn rổ chưa. Mấy cây bạch đòn mà nó dễ sống chứ. Này cắm xuống đất rồi nó sống thôi chứ cây ai rảnh đâu mà tưới nước. Bạch đòn nó dễ sống. Đất trên núi rồi cứng. Gần ấy chứ mà. Một gần một lũ à. Một mũ mới chắc là này. Gần đây. Hớn ghê còn luôn. Ta. Giống như ngày hôm nay lên dậy dậy cỏ ở đây trời. Hè nó kia đi đâu vậy? Qua đây. Trong. Con nó kìa. Trời ơi một hồi nó dẫm ghe rồi về cái rên nha. Bước vô. Lại đây con nó lững thững kìa. Hứng nghe cái bà này ghê luôn á. Đâu hả Tròn vô hả? Đâu ngồi xuống. Tròn ngồi xuống. Nó không đứa nào nghe hết. Ngồi im đây. Ngồi im đó. Đi nữa ngồi đập kia. Nữa. Cá đằng nhiều hơn cá quả. Cái đằng nào mẹ? Cái đằng. Cái nãy con kia he lỗ hả? Phía ngoài nó ít hơn con gì nó đòi hiền. Con sát nè. Không phải đòi không. Không biết là sao. Nó sụp quá. Đâu nó sụp thì nó sụp xuống cái con này nó đò he cái lỗ he bên còn do vậy mà này là con gì nó đò quá bỏ thêm vô mạng con gì đò mẹ ơi. Qua Nam là má xảy bít cái đó lẹ luôn đi thì xảy bít cái thô đổ đất nó lót sạch nữa không mẹ cái này thì cũng miễn đầy được
được không mẹ? Đấy, hai con đây nó mày cười nó nằm luôn kìa, con nấu nè kìa. Móng ra tay rồi. Hồi đó cái tiệm đi đón đó xây hào thiếu mũ bỏ bò, hồi đó tao đi gì mà có hai chục ngon ngon mười lăm ngon. Ngày xưa tao đi trả lời cái lớn vừa đi 100 à. Được rồi mẹ, thôi đi vô. Cái xé bịch bánh ra không mẹ? Còn đi ra cậu ơi, tôi lên đó vậy. Ngộ mã là mình để chậu bông này thôi. Chứ hôm qua mình cũng rước rồi, mình rước ba về nhà hết rồi. Rước ba về cũng ở nhà hết rồi. Chứ tết nhất ba đâu ở trên đây đâu. Ba về nhà mà ăn tết với gia đình chứ. Đúng không mẹ? Đúng rồi. Mình rước hôm qua hết rồi phải không? Cái gì con? Ý là hôm qua mình cũng rước rồi, rước hết hôm qua rồi phải không? Bộ nam chín hay 30? Mình cũng hôm qua phải không? Mấy đồng mẫu nè, mẹ mua đồ chai đó. À, đốc cái trâu này đang giấm mộ ba đó em. Đây đốc dưới đây. Đốc ấy đó con, đốc ở dưới đó. Cái mép đó con.
có đường ghe không à. Cái đứa kia trời ơi đó gặp nó đảm ghe rồi tối nó về nó la lòn nè. Chị đâu ơi? Đốt quần đốt áo rồi xuống cho ba. Chưa đưa muỗng cho con mẹ. Con nào này đi lên đây nè. Mẹ trai ta. Mẹ phứa nó đây. Bỏ cây sòn đốt ấu ra đời mà đâu có ra trước á chát. Ủa có con nâu nhỏ qua đâu á cháu nào ngoại về bể giò mày cho đâu đâu trái trái rồi con để đâu đó thôi đây đã ở trái rồi lấy mũi mẹ à, đã tới chưa qua cây sòn đốt lấy chân mẹ đâu rửa đó đây mẹ chỗ nâu ơi đi qua chỗ tròn đi kìa. Lẹ lẹ lẹ. Để dưới chỗ nào đây. Đây. À, ghế mua sắm mua đồ màu đồ đẹp. Đúng mày. Mày qua mày chốt cái gì nhựa vậy? Mẹ con không thích đâu. Chốt mẹ. Nó nhảy. Cái con kéo mạnh vỏ làm ăn. Theo nói con con mấy bộ nữa? Con hai bộ, con bộ nữa. Bữa cúng cũng đấu con bộ làm ăn không? Cúng rồi cũng đấu rồi mà. Nguyên vỏ gì đó. Để dĩa này luôn nha con chị. Nè. Đó mẹ xin ba phù hộ đi cho anh ha. Chịu làm ăn đi. Hai bữa nay cái với
dựa lan đốc dương tre bi lan dọn dẹp đem bánh đồ rồi mua bông đồ lan cúng cho ba tụi trẻ anh phù hộ cho thằng Thủy nó làm ăn đừng có lo làm ăn phụ gia đình ngày tết ngày đùi cho sinh hộ. Đó mình đi cám đâu đây không con? Đó, đi đâu? Đó, xin chào quý khán giả nha. Đây là đi 30 rồi. Bye bye, mẹ tính rồi kìa. Mẹ tính chào quý khán giả nha. Qua Nam chừng nào làm nhà làm mở là làm nhà lại cho ba rồi mình sẽ quay cho mọi người coi nha.